Qua vẹt đi chưa? Xoài ơi, không phá đâu. Không phải là xoài. Ra cho chị nó làm. Mấy đứa bay chẳng đứa nào làm thì toàn chị làm từ sớm giờ. Con em đi lên giường ngủ đi. Con thôi con nhặt hoa đi, con đừng có đập nó vất vả, để tí bà về bà đập cho. Chắc được rồi đấy Dương ơi. Đập quá chừng rồi. Những cái đấy cứ để lại tí nữa bà đập lại cho. Nó chưa bung thì bà đập lại cho. Tuốt à? Ừ. Ra mẹ ra mẹ nhặt lá nhá. Xoài nhặt lá với mẹ Hồng. Tí nữa bà phải bà đập chứ con đập làm gì mệt. Con đập mẹ đâu. Con đầy hộ tí để tí nữa bà về bà đập cho. Thì cho cả hết chỗ đấy vào đập lại luôn đi. Hôm qua ông khi ông đập mầm đúng không? Nhưng ông khi nhiều. Ông khi nhiều lắm. Ừ, ông khi nhiều. Cả trên nhà. Nhà ông khi trồng nhiều. Nhà ông khi trồng mấy cây nhỉ? Mấy chục cây. Nhà ông khi trồng mấy chục cây ấy. Nhà mình. Bà trồng có 10 cây hay là mấy cây? Bà trồng ít thôi. Trên nhà cũng trồng rồi đấy mẹ. Trên nhà có mỗi một cây ấy, hai cây ấy. Chưa, nó đã bung ra được rồi. Con thử đổ lát xem nha mẹ nhá. Ừ. Được chưa mẹ? Rồi vậy đó. Bao nhiêu bao nhiêu mẹ ơi, con đi xuống đi, ngã lộn cổ xuống giờ.
Nước nào con? Con uống nước à? Uống nước lọc ra à? Mẹ lấy con uống nha. Xin nha. Em uống nước ấy, nước quất ấy mà.